xin chào tất cả quý cô chú, quý anh chị và các bạn nhé. Trong hành trình chia sẻ những cái món ăn ngon thì hôm nay Kiên dẫn cả nhà đến một cái quán chay. Nó nằm ở hẻm là 145 đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9 nhé. Trong này thì khá là nhiều những cái món ăn ngon, đặc biệt là các món chay nhé. Đây là buffet chay nha cả nhà. Ok, thì món chay nào hấp dẫn như nào thì Kiên sẽ đưa cả nhà vào bên trong. Mình sẽ đi khám phá và mình cùng thưởng thức nhé. Ok, mời cả nhà nhé. Đây là cái quán chay nha cả nhà. Quán chay này có tên là Tịnh Tâm chay nhá. Đây, Tịnh Tâm chay. Tịnh Tâm chân nhé. Ở đây vé của người lớn là 75.000, vé trẻ em là 50.000 nhé. Phục vụ từ 11 giờ trưa đến 13 giờ nhé. Đấy, nó nằm ở ngay là địa chỉ là 145 Đỗ Xẹp 1, Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, quận 9 nha cả nhà. Rồi chúng ta sẽ vào bên trong nhé. Thì đây là cái không gian ở phía bên ngoài quán này. Chỗ này là từ công 500.000. Đây, cái quán bên ngoài thì trang trí nên thấy là rất là đẹp. Bên trên là có những cái nón lá này, rất là gần gũi với cái kiểu là quê hương Việt Nam mình. Đây là cái chỗ chụp hình, từng lưu niệm ở đây nhé. Bên này là cái cổng nhé. Ok cả nhà, giờ Kiên sẽ đưa cả nhà vào bên trong nhé. Đây, hiện tại Kiên đã có mặt ở bên trong quán Tịnh Tâm Chay. Tịnh Tâm Chay rồi nhỉ. Ăn chay vì môi trường và sức khỏe. Rồi, chúng ta sẽ vào bên trong xem có những món gì nhé. Phía bên này là cả nhà thấy là đây là trái cây. Đây là trái cây bánh kẹo nhé. Trái cây thì gồm có những gì đây? Gồm có chuối này. Dưa hấu này, rồi trái thơm này. Bên cạnh đó còn có cái này là các cái món như là món đây là món chè nhá, chè rồi xương sáo rượu gì đấy, món chè, các món đồ mát này, thạch. Đây là cái món gì đây, món này là món chắc là đồ chua đây. Bên này có món rau này, rau gỏi nhé. Gỏi này là gỏi bắp chuối. Bên này là rau trộn này. Rau cà chua trộn nhé. Đây là salad này, salad trộn này. Oh, đây là có bánh ướt này. Này có đậu bắp nha cả nhà, đậu bắp nha. Rồi bên này có gì đây, cái này là món bún này. Đây có cà nhé. Đây có cơm này, cơm chiên. Cái này là đậu hũ chiên. Rồi sang bên này có món gì đây? Có món rau xào. Rau nhé. Đây có món bún này. Đây rau má. Rau má chua sốt trộn với lại là các loại này. Cái này là giống kiểu sốt mayonnaise đấy. Này có gỏi cuốn, này là chả chay. Món này là món gì em? Zip cuốn. Cái này zip cuốn nhá cả nhà. Mọi người vào thì mọi người sẽ tự đi lấy đồ ăn nhé. Mình ăn bao nhiêu mình lấy bấy nhiêu.
đây rất là nhiều món. Ở đây có các món súp này, có súp hạt sen này, súp măng tây, đây súp măng tây đây, hấp dẫn quá cả nhà. Cái này là súp tóc tiên, súp tóc tiên đúng không? Trong này có nó những cái sợi tóc này như ra bảo tóc tiên này, đấy, nhà thấy súp tóc tiên không? Súp tóc tiên, cái này là súp súp nấm kho. Súp nấm kho nha. Bên này có món bún bò Huế này. Bún Huế. Đây bún bò Huế đây, mọi người ăn thì mọi người lấy bún lấy tô này nhá, mình tự múc nước dùng nhá. Rồi xem ở đây có món gì đây. Món này là món bánh bao. Bánh bao hấp. Đây là món cơm, cơm này cơm hạt sen nhé cả nhà, cơm hạt sen. Cái này là bắp, bắp hấp nha, đây bắp hấp đây. Rồi phía bên này là có gì đây, món này là món giống kiểu đậu hũ súp gì đấy, thì cũng không chưa biết món này món gì. Đây có mì, mì. Này là bánh phồng tôm. Này là phồng tôm nhé cả nhà. Ở đây có các nước mà mình ăn, mình có thể lấy tương ớt này, chao này, sa tế này, nước mắm này, nước tương này. Đây là các cái loại nước này. Đây là cải. Này chúng ta ăn là chúng ta lấy xong chúng ta ra bàn ngồi ăn nha, hết thì chúng ta đi lấy tiếp. Buffet chay. Thấy là cái không gian ở trong này khá là lịch sự sang trọng nhé, như nhà hàng 5 sao ấy cả nhà. Nên là mọi người có dịp hãy ghé bên này thưởng thức nhé. Nó nằm ở số 145-1 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, quận 9 nha cả nhà.
Đây, một vòng tiên đi thì lấy được mấy món này cả nhà. Đây có món súp tóc tiên. Đây là gỏi cuốn chay. Cái này là rau nhá, cái này là cà, cái này là chả chay nhá. Này đậu bắp. Đấy. Rồi mời cả nhà thưởng thức nhé. Quá là hấp dẫn luôn. Tiên sẽ thử. Đây là cái món này là chả này. Chả chay này. Giòn. Khoai môn trong này, trong này có khoai môn này, rồi có thêm mà cà rốt hay gì đâu, tổng hợp trong này này, ăn nó giòn, rất là ngon. Rồi là nhau giúp ta. Rồi sao đấy?
trong này có bún, bún là mà nhận có giá nữa nha. Rất là ngon, không ăn luôn. Đây cả nhà ơi, đây là cái súp tóc tiên nhá. Thì tại sao là gọi là súp tóc tiên? Thì mình thấy là bên trong này người ta không biết là cái sợi này giống sợi tóc này. Sợi tóc nó nhìn nó đỏ đỏ, tím tím. Nó kiểu tóc của cô tiên vậy nên nó gọi là súp tóc tiên. Cảm giác không? Thì nó kia đi ăn các loại súp khác, súp hạt sen, rồi súp cải tây gì đấy, súp măng tây. À, rất là ngon, ăn nó ngọt ngọt nhé, không ngọt quá, thơm thơm, ngọt thơm thơm. Trong này có rau củ, khá là hấp dẫn. Đây cả nhà, đây là cái món súp hạt sen nhé. Súp hạt sen. Ở đây có rất là nhiều loại súp. Thì mấy anh nói là súp cô tiên, súp tóc tiên. Giờ đây là súp hạt sen. Đây là có những cái hạt sen đây nhé. Ăn này thì rất là tốt cho sức khỏe. Ở đây có nấm này, sen này, có đậu phụng, đậu phộng, có chả chay này. Đấy, hấp dẫn quá. Đây mời cả nhà. Đây cả nhà thấy là Kiên mới vừa lấy thêm cái món rau này. Đây là đậu hũ, Kiên chỉ biết là nó là đậu hũ thôi, không biết là nó làm gì hết. Ok, sẽ được thích nhé. Đây là rau má sốt. Ngon, rau má sốt cũng đầy gia vị, rất là ngon. Rồi mình xem này là gì đây. Bên dưới là đậu hũ nha, bên trên là nấm. Nấm với lại đậu hũ Bắc Ninh hả? À, cái này là đậu hũ Bắc Ninh như này nè. Này cà rốt, đậu hũ Bắc Ninh nhé. Rồi kiểm thử đậu hũ Bắc Ninh xem ngon không? Đấy không? Ăn nó mềm mềm, bên trong của nó hơi chua chua. Ngon. Cái nước quả hơi nước ăn chua chua còn ngọt nữa này, ngọt tuyệt vời quá.
Món này là món súp nấm kho ấy cả nhà. Súp nấm kho. Đây đây là con nấm này. Đây là kho với này nước tương nhé. Khá là hấp dẫn. Nó đậm đà. Nè ăn với cơm thì ngon. Ngon quá cả nhà ơi. Cái chua cua còn ngọt. Béo béo. Ăn với cơm thì làm cơm trắng thì quá tuyệt vời luôn. Đây đây là món cơm gạo lứt nha cả nhà. Cơm gạo lứt nha, gạo lứt hạt sen. Có hạt sen. Cơm gạo lứt thì ăn rất là tốt cho sức khỏe. Đặc biệt là các anh chị nào mà ăn kiểu là thực dưỡng á, thực dưỡng ngày ăn gạo lứt. Rất là ngon nhé. Đây cả nhà ơi, đây là món mà ăn xong là mình sẽ có món tráng miệng nhé. Món này là món thạch chè. Làm chưa? Mời cả nhà nhé. Ngon quá. Thạch rất là mát.